Chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác một lô hàng chim mồi giả nhá, chim mồi giả. Lô hàng này là lô hàng bìm bịp, toàn bộ bìm bịp. Cuốc mới lại gà đồng thì lô hàng sau mới có. Lô hàng này thì có được có vài con gà đồng thôi. Thì tôi đã bán rồi. Đây còn có một con thôi. Đây còn có một con gà đồng thôi. Cơ bản chính giới thiệu với các bác đó là bìm bịp mồi giả nhá các bác nhá. Bìm bịp. Hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop. Shop bán hàng là qua bưu điện. Qua bưu điện có nghĩa là ship COD đấy. Giải thích kỹ, một số các bác lớn tuổi là còn chưa nắm được là làm sao để mua được con chim mồi giả của shop. Thì các bác rất là đơn giản thôi. Nhấc điện thoại lên, alo gọi cho shop. Shop cung cấp chim mồi giả phải không? Shop là shop mình là shop Tân Ánh nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh thì các bác vui lòng liên hệ với shop thì shop sẽ cung cấp thông tin cho shop và họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc là shop sẽ ship hàng COD qua bưu điện tới tận tay cho các bác. COD qua bưu điện có nghĩa là các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng. Đấy, kiểm tra hàng xong giao tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn, họ sẽ thu tiền hộ cho shop nhá. Đây chi tiết và cái con chim mồi bìm bịp nha các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp nhá, các bác quan sát đi, lông lá đầy đủ, tròn trịa, có mắt giả ăn hoi, dáng dấp thì cũng rất là đẹp. Các bác cần tạo thêm cái dáng gì để tùy các bác. Đấy thì nó đẹp như này thì ngược lại là cái giá thành nó sẽ hơi cao một chút, giá thành hơi cao một chút, nhưng mà cũng nói luôn với các bác để các bác nắm được cho nó tiện. Bác nào xem clip được thấy chi tiết như này rồi, biết được giá rồi, ưng cái bụng rồi thì vui lòng bóc điện thoại lên, alo cho shop, nhắn tin cho shop nhé, để khỏi phải mất công là gọi cho shop bảo shop ơi cái này giá bao nhiêu. Đấy, trả lời luôn các bác, cái này là giá là 300.000 một con, 300.000 một con đã bao gồm cho cả phí ship. Còn các bác nào mà không mua 300 một con thì các bác mua 600 một đôi shop cũng bán luôn nhé. 300 một con bao phí ship rồi. Đấy các bác nhá, các bác thấy giá nó hơi cao nhưng mà tiền nào của đấy thôi, nó đắt thì nó lại sắt ra miếng, hàng nó đẹp nhé. Các bác thấy không, lông lá tròn trịa, có mắt giả này, nhìn nói chung là y thiệt con chim thật luôn, rất là giống nhá các bác nhá. Đấy, rất là giống con chim thật. Lô hàng trước thì cũng có một bác cũng rất là lớn tuổi rồi, thì sáu mấy rồi đấy, cũng rất là đam mê mà ít thời gian đi bẫy, mới lại già rồi cũng chả leo trèo rừng núi gì được, thế bảo thấy đẹp quá thôi mua về làm cảnh. Đấy, có mua về làm cảnh để trong tủ kính luôn, rất là đẹp. Cái hàng này thì các bác hoàn toàn yên tâm là hàng rất là vệ sinh, có nghĩa là con này là con chim giả, là được, có nghĩa là được thuộc nột ra xong bắt đầu nhồi bông vào trong, trong này là bông các bác nhé, nhồi bông vào trong sạch sẽ, sấy khô không có mùi. Đấy. Thế còn một số đơn vị khác là làm theo kiểu là tiêm hóc môn mà con chim sống ấy thì nó vẫn còn nguyên cả nội tạng cả thịt, nó đông lại, như vậy là rất độc hại, rất là mất vệ sinh. Thì đối với con chim này thì hoàn toàn không mùi, trong là bông sạch sẽ, an toàn cho các bác sử dụng nhé. Có cái là bác nào ưng thì mua lòng liên hệ trực tiếp với shop nhé. Hàng thì ship đi COD, ship COD đi toàn quốc, khắp mọi miền của tổ quốc, từ Bắc vào Nam, từ Nam lại ra ngược đến Bắc, đâu đâu cũng mua được, kể cả nông thôn hay thành phố nhé các bác nhé. Cô bưu tá sẽ đem đến tận cửa cho các bác luôn. Đấy nhá. Hàng cực kỳ là đẹp. 300.000 một con các bác nhá. Đấy, 300.000 một con. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Các bác cứ xem kỹ đi. Em quay thật kỹ cho các bác xem về cái con bịp này. Các bác nhận hàng là có quyền bóc ra xem và kiểm tra. Thế nói thêm với các bác là cái thú này, con này là kiểu như là đó là đồ hương hoa, đồ mỹ nghệ thì các bác phải gìn giữ, không quăng quật được. Đấy. Dùng phải khéo léo, tránh mưa ngấm nước nhá. Đấy, hàng này làm rất là đẹp rồi. Tròn vo này, lông lá đầy đủ hết này. Y con chim thật luôn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại mà tôi ghi dưới màn hình nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Xin chào.